Vị trí đầu tiên, chiếc xe lăn. Đoạn phim đáng sợ này được chia sẻ bởi một kênh YouTube có tên là Music Lover World. Trong đoạn phim đã ghi lại một cảnh tượng khiến cho nhiều người xem phải thốt lên rằng chuyện gì đang xảy ra. Sự kiện kỳ lạ này đã xảy ra tại một bệnh viện ở Dimapur, Ấn Độ. Hình ảnh này được ghi lại bởi một nhân viên y tá của bệnh viện. Người này nói rằng trong khi cô ấy dự định đi lấy thuốc cho bệnh nhân thì vô tình cô đã nhìn thấy một hiện tượng lạ. Nhanh tay cô lấy điện thoại ra và ghi lại cảnh tượng lạ lùng đó. Dường như chiếc xe lăn khi đó đã nhận ra có sự hiện diện của cô, nên nó cứ từ từ lăn về phía cô. Thấy vậy, cô ấy đã quay lưng bỏ chạy. Có người cho rằng sở dĩ chiếc xe lăn di chuyển được là nhờ vào thiết bị điều khiển từ xa. Nhưng ý kiến đó không được nhiều người đồng tình cho lắm, bởi rõ ràng trên chiếc xe lăn không hề có bất kỳ thiết bị nào được gắn vào cả. Ở đoạn clip này cũng vậy, nó được ghi lại bởi một camera an ninh tại một viện nghiên cứu y khoa ở Chandigarh, Ấn Độ. Ban đầu thì mọi chuyện rất bình thường, cho đến khi điều kỳ lạ này đã xảy ra với chiếc xe lăn kia. Sau khi giám đốc của viện nghiên cứu xem qua đoạn phim này thì ông đoán rằng có thể do nền nhà quá trơn và cộng thêm sức gió nữa nên cái xe tự di chuyển như thế thôi. Nhưng đối với nhiều người thì lời giải thích kia chưa thật sự thuyết phục, nhất là đối với người bảo vệ này, bởi chính anh ta đã tận mắt chứng kiến cái hiện tượng lạ lùng kia. Anh ta cho biết một điều quan trọng là khi đó không hề có gió, và kỳ lạ thay, khi sự kiện đó xảy ra, không khí trở nên rất lạnh. Đoạn clip sau đây cũng kỳ lạ không kém, được ghi lại tại một sân tennis ở Brazil. Trong khi các hoạt động đang diễn ra rất bình thường thì đột nhiên một thứ gì đó xuất hiện và lướt đi thật nhanh như thế này. Một số người xem thì cho rằng bóng đèn kia thực chất là một cái bóng của ai đó đã đi ngang qua ống kính máy quay mà thôi. Nhưng lời giải thích đó không được nhiều người đồng tình cho lắm. Có một bình luận nói rằng bóng đèn kia là hồn ma của một nhân viên nhặt bóng tennis, và cũng chính bình luận này đã nhận về hàng trăm lượt like. Vị trí thứ hai, trốn tìm. Video kỳ trước, kênh đã giới thiệu với các bạn về người đàn ông này. Tóm tắt nhanh, anh ta có tên là Diego. Hiện tại anh đang điều hành và sử dụng một tài khoản TikTok cùng tên. Cũng tại trang cá nhân của anh, Diego đã chia sẻ những câu chuyện kỳ bí không thể giải thích đã và đang xảy ra ngay bên trong căn nhà mới của anh ở Colombia. Và ngay sau khi anh ấy sắp xếp đồ đạc đâu vào đó thì anh đã dùng điện thoại để quay lại và gửi đoạn phim đó cho người vợ của anh xem, thì một điều ớn lạnh đã xảy ra. Rõ ràng đó là bàn tay của một đứa bé đã thò ra mở cửa. Nhưng kỳ lạ thay, khi Diego chạy lại kiểm tra thì bên trong lại không có gì cả. Vài ngày sau, trong khi Diego đang quét dọn thì anh ta đã nghe thấy có những tiếng động kỳ lạ đang phát ra từ cái tủ đựng quần áo. Đoán rằng đó có thể là một hoạt động huyền bí, nên Diego đã cầm điện thoại lên và ghi lại trong lúc anh ấy đi kiểm tra. Và những gì mà chiếc camera điện thoại của anh bắt được thật sự rất kinh.
Khi Diego từ từ mở cửa tủ ra, thì bên trong cái tủ khi đó xuất hiện một khuôn mặt tái xanh của một đứa bé đang nhìn ra. Vì quá bất ngờ trước hình ảnh đáng sợ đó, Diego đã lùi về phía sau. Nhưng khi anh ấy thu hết can đảm để mở cánh cửa tủ ra một lần nữa, thì đứa bé đã biến mất. Những đoạn phim tự quay của Diego, chúng quá rõ ràng. Điều này khiến cho nhiều người xem đã nghi ngờ rằng những sự kiện đó không có thật. Nhưng bạn sẽ giải thích như thế nào về những trường hợp này? Đặt lại giải thích của bạn dưới phần bình luận nha. Vị trí thứ 3, cái xích đu. Sẽ như thế nào khi vào một ngày đẹp trời, bạn đang đi dạo mát trong công viên thì vô tình bạn nhìn thấy điều này? Đoạn phim kỳ lạ này được chia sẻ bởi một người dùng YouTube có tên là Rousai. Anh ta nói rằng, tôi không biết điều gì đang xảy ra với cái xích đu kia, nhưng nó làm cho tôi khó hiểu. Và anh còn nói, nếu là gió thì nó cũng không thể nào làm cho cái xích đu lắc lư như thế được. Huống chi thật sự khi đó trời không có gió. Bằng chứng là cái xích đu ở phía bên kia không hề nhúc nhích. Một điều thú vị là hiện tượng không thể giải thích này lại xảy ra vào ban ngày. Lắc lư được một lúc thì nó từ từ dừng lại. Được một lúc thì... Ban đầu người đàn ông cho rằng đã có một sợi dây cột vào cái xích đu và có ai đó đang kéo nó. Nhưng khi anh ta phát hiện ra là không có ai đứng gần đó cả, lập tức anh đã bỏ chạy ra khỏi chỗ đó. Vậy theo suy nghĩ của bạn thì điều gì đã xảy ra với cái xích đu kia? Đặt câu trả lời của bạn dưới phần bình luận nhé. Vị trí thứ 4, ngôi nhà của Lee. Kênh YouTube Really Hunted đã không còn quá xa lạ đối với những người xem của kênh YouTube Bạn Có Dám Xem. Bởi trước đó kênh cũng đã giới thiệu rất nhiều về những đoạn video rùng rợn từ kênh này rồi. Tóm tắt nhanh, Lee là chủ nhân của ngôi nhà đáng sợ này. Anh ta đã ghi lại những sự kiện, những hiện tượng đáng sợ đó và chia sẻ chúng lên trang kênh của mình. Điều đáng lo ngại là những sự kiện hiện tượng đáng sợ kia ngày một trở nên bạo lực hơn. Chúng không còn tác động đến các đồ vật trong nhà nữa, mà thậm chí chúng còn tác động đến người vợ của Lee nữa. Và ở đoạn phim này, Lee đã cố gắng kết nối với thứ đáng sợ kia. Anh ấy đã làm thử một bài kiểm tra nhỏ như thế này. Khi đó, Lee đã đặt một quả bình lồng trên một cầu thang dẫn lên tầng trên và yêu cầu linh hồn hãy tác động đến quả bình. Thì điều này xảy ra. Use your energy, push the ball. Use your energy, you can use my energy as well. You've done this before, a long time ago. It would be amazing if you could move that ball. Holy shit. Đối với cái trò này thì quá dễ dàng đối với linh hồn so với những điều mà linh hồn đã làm trước đó. Nhưng mục đích chính của Lee là muốn giao tiếp với nó. Để thử linh hồn một lần nữa, anh ta đã dùng hai quả banh đặt ở hai vị trí khác nhau trên cùng một cầu thang để xem linh hồn sẽ làm gì với hai quả banh này. Cũng giống như lần trước, quả banh đã bị tác động rơi xuống cầu thang bởi một lực vô hình. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Một quả banh đã bị ném ngược lên cầu thang bởi một lực vô hình. Nếu bạn chưa biết đến kênh YouTube Really Hunted thì hãy tìm đến đây để xem nhé. Mình chắc chắn bạn sẽ thích thôi. Video bonus.
道なの。運転お疲れ様でしたって言われちゃったよ。いやいやいや、やば。よいしょ。あ、懐中電灯持ってない。 違うと思う。どれ？あれ、ほら。あれ？そうそう、それ。何あれ？何あれ？なんかこれ。なんか人形ある。人形？何これ？本当だ。やば。マジで。高速？なんで？線香もあるじゃん。線香もある。 何やってんの。女の子のおもちゃっぽいね。確かに、ぬいぐるみだもんね。じゃあビビってんじゃん。ビビってねえよ。ジェンに言ってんですけど。ジェンに言ってんですけど。ほらこれ撮れよ、早く。本当にもう。早く撮れよ、ほら。イエーイ。ビビってねえべ。撮ってあげて。 Và đó là toàn bộ video hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy thích hoặc muốn theo dõi những video mới nhất từ kênh thì bạn hãy subscribe hoặc là đăng ký kênh nhé. Và nhớ là bấm vào cái chuông nữa để khi có clip mới nó sẽ báo cho bạn biết nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin thân ái kính chào tất cả các bạn. Video được thực hiện bởi bạn của Dâm Xem.